Sau một ngày cuốc thì đến thời điểm này chúng ta thấy nè là anh tài xế này anh đã cuốc được một cái diện tích đất khá là lớn nha. Với cái độ dài của những cái mương mà xung quanh cái đầm nuôi tôm mình là chúng ta thấy nè. Đấy. Là diện tích khoảng 7.000 mét vuông thì cái bờ này khoảng 700 mét. 700 mét. Thì đến thời điểm này là ảnh đã cuốc khá là nhiều rồi. Thì nguyên nhân là do cái mương trên đầm nuôi tôm của mình á là đã 3 năm mà chưa cuốc cho nên chúng ta thấy nó rất là cạn. Và rong nó rất là nhiều luôn nè. Quá nhiều rong luôn. Thì mình đã tiến hành là cho chiếc sáng cuốc vào để nạo vét cái đường mương ở trên đầm nuôi tôm. Rong ở trên đầm thì chúng ta có thể phơi và nó chết, còn dưới mương thì chúng ta không thể nào mà diệt nó được. Nếu chúng ta dùng cái hóa chất thì nó sẽ ảnh hưởng đến con tôm của chúng ta, đặc biệt đó là nó làm ô nhiễm đầm. Như vậy là mình không có dùng hóa chất mà mình cho cái sáng cuốc và nó cuốc hết cái phần đất và nó lôi luôn cả rong lên bờ thì cái mương chúng ta sẽ được sâu và giống như mới luôn. Thì nên làm điều này tầm 3 đến 4 năm một lần. Nếu chúng ta có điều kiện thì 2 năm cũng được. Đấy. Thì mình đã theo chân chiếc sáng cuốc từ sáng tới giờ rồi. Ảnh đang cuốc còn khoảng 200 mét nữa là kết thúc rồi. Bây giờ cũng đã chiều mát rồi, cho nên là video nó hơi tối một tí. Mọi người thông cảm nha. Thì trong quá trình cuốc thì chiếc sáng cuốc này nó chạy ở trên những cái vỉ. Ta thấy là ảnh đang đào trên cái bờ đó để chuẩn bị đặt một cái vỉ. Chúng ta xem nha. Đây là toàn bộ cái quy trình để mà cuốc cái bờ vuông của người nông dân nuôi tôm. Thì ảnh sẽ chuẩn bị đặt cái vỉ nè và ảnh sẽ gấp cái vỉ qua. Chúng ta nhìn thấy nha. Đây. Ảnh đang gấp cái vỉ qua và đặt vào phía trước của chiếc sáng, rồi sau đó là bánh xích sẽ chạy lên đó. Sau khi anh lấy cái vỉ ra xong thì anh sẽ tiến hành vét cái vị trí mà để chuẩn bị múc cái đất và đặt vào đó. Cái gào nó múc cũng hết cái vuông luôn đó, hết cái đường mương luôn. Vì cái đường mương này nhỏ chứ đường mương lớn thì nó múc không tới. Ta thấy là kéo hết cái mương luôn và sình rồi cộng với rong và tất cả là được lôi lên hết. Cái mà đường mương này nhỏ tầm khoảng 3 mét cho nên cái thao tác của anh tài xế sẽ rất là dễ. Còn những cái đường mương lớn hơn thì anh không thể nào anh đặt cái gào tới được. Đấy. Đường mương của mình cũng lâu rồi cho nên nó hơi bị cạn nha. Anh múc rất là dày đất bỏ vào, rồi sau đó là anh sẽ trang bằng đấy. Anh lấy cái gào anh kéo cho nó bằng, ấn xuống cho nó dẻ, cái bờ nó khá là dẻ luôn. Rồi sau đó anh sẽ chặt cái gào xuống tạo thành cái độ dốc ở cái bờ, vừa đẹp mắt và đồng thời là giúp cho cái bờ nó được dẻ. Đây, ban đầu anh mới chặt gốc. Đó, chặt gốc. Thấy được không? Đó, chặt gốc xuống. Với cơ giới thì làm rất là nhanh, còn trước đây không có cơ giới là để đào được những cái đường mương này là ngày xưa là phải đào bằng tay. Đào bằng tay thì nó rất là lâu và cái mương nó nhỏ rồi cũng không có đảm bảo cái đúng cái độ sâu của cái mương nữa và rất là mất thời gian. Còn khi mà dùng cơ giới này thì rất là nhanh. Đó, sau khi anh hoàn thành một cái vòng
cuốc thì anh sẽ chạy xe tới và lại tiếp tục là chuẩn bị đặt cái vị mới vào nữa. Đấy, chúng ta thấy thì đó là toàn bộ cái quy trình cuốc một cái miếng đất ở trên đầm nuôi tôm Minh Ấn Cà Mau. Chính vậy là cái việc mà sáng cuốc đưa vào để cuốc cho dân người dân thì rất là quen thuộc luôn. Thì có hai cách, một đó là cho chiếc cuốc chạy trên bờ như thế này, còn nếu mà trường hợp mà cái bờ nó bé thì dùng phà, phà sẽ chạy trên cái mặt cái đường mương này nè, thì múc nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên cái hiệu quả nó không bằng, không cao so với chạy trên bờ. Chạy trên bờ này chi phí nó cao hơn. Rồi mình đã chia sẻ cái quy trình cuốc vuông của một cái chiếc sóng cuốc ở đầm nuôi tôm ở Cà Mau. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta ở video tiếp theo.